Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Tube. Các bạn ạ, các bạn đã bao giờ nhìn thấy những chiếc xe to lớn đến mức có thể chở 50 con voi đực trưởng thành chưa? Chắc là rất hiếm phải không? Nhưng ở những công trường khai thác quặng hoặc mỏ thì những chiếc xe khổng lồ này không phải hiếm đâu. Ngày hôm nay hãy cùng Top Tube tìm hiểu xem chiếc xe tải nào hiện đang là lớn nhất trong top 10 mẫu xe tải khỏe nhất hành tinh các bạn nhé. Đừng quên bấm subscribe và rung chuông để không bỏ lỡ các clip thú vị từ chúng tôi. Top 10 Caterpillar 794C. Con sâu bướm khổng lồ 794C là chiếc off-roader mới nhất của hãng Caterpillar. Nó chỉ mới vừa có mặt trên thị trường kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng top 10 của Top Tube. Chúng ta cùng tìm hiểu vài thông số về chiếc xe tải này nhé. Cat 794C sở hữu chiều dài là 15,4m, cao 8m, rộng gần 10m. Với công suất động cơ lên đến 3.500 mã lực, chiếc xe này có thể tải trọng lên đến 291 tấn. Nó là một chiếc xe tải mạnh mẽ, nhưng nó chỉ đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng của chúng tôi mà thôi. Có thể là do mới đưa vào vận hành nên nhà sản xuất chỉ để tải trọng xe ở mức vừa phải, chắc chắn trong tương lai nó sẽ sớm thay đổi vị trí của mình. Top 9 Komatsu 930E4. Đây là một sản phẩm của Nhật Bản. Con quái vật Komatsu này là một máy phát điện khổng lồ được chạy bằng động cơ Mammoth Diesel Turbo 16 xi lanh. Nó có chiều dài 15,6m, chiều cao 7,4m, chiều rộng 9,8m. Komatsu 930E4 được trang bị động cơ 2.700 mã lực và nó có thể tải trọng 291,7 tấn, thật đáng ngưỡng mộ. Top 8 Hitachi ES5000AC3. Đây là mẫu xe tải duy nhất của Hitachi trong top 10. Nó là một trong những chiếc dài nhất trong nhóm xe tải của Hitachi. Với khối lượng thùng xe lên đến 197 mét khối, nghĩa là nó có chứa đủ nước để lấp đầy 1.000 bồn tắm thông thường. Hitachi ES5000AC3 có chiều dài 15,5m, chiều cao 7,52m, chiều rộng 8,61m. Hiện nó có công suất 2.850 sức ngựa và có thể tải trọng 296 tấn. Top 7 Caterpillar 795FAC. Đây là chiếc xe khổng lồ thứ hai nằm trong top 10 của hãng Cat. Chiếc Caterpillar 795F có thể cao đến 15,2m khi dựng ben. Nó có chiều dài 15,1m, chiều cao là 7m, chiều rộng 9,4m. Mẫu xe tải này được trang bị động cơ với công suất 3.440 sức ngựa và tải trọng lên đến 313 tấn. Top 6 Komatsu 960E2. Mẫu xe Komatsu 960E2 là mẫu xe sở hữu sức mạnh thứ hai của hãng Komatsu Nhật Bản, với chiều rộng lên tới gần 10m. 960E2 chắc chắn sẽ chiếm hơn 3 làn đường nếu được phép đi trên đường cao tốc thông thường. Nó có chiều dài 15,6m, chiều cao 7,4m, chiều rộng 9,6m và được trang bị động cơ với công suất 3.500 mã lực và nó có thể tải trọng lên đến 326,6 tấn. Như vậy là nó có thể chở được hơn 40 con khủng long T-Rex đấy các bạn nhé. Top 5 Belay 75600. Được sản xuất tại quốc gia nhỏ bé Belarus. Tuy vậy, mẫu Belay 75600 lại có tải trọng khá khổng lồ lên đến 360 tấn. Có nghĩa là nó có thể mang được hơn 50 con voi đực trưởng thành cơ đấy. Hãy xem thông số kỹ thuật của chiếc xe tải khổng lồ này nhé. Belay 75600 có chiều dài 15,5m, chiều cao 7,5m, chiều rộng 9,5m và nó được trang bị động cơ với 3.500 sức ngựa và tải trọng lên đến 360 tấn. Top 4 Liberty 284. Đây là chiếc xe tải duy nhất lọt trong danh sách top 10 của nhà sản xuất Liber, Đức. Nó đồng thời cũng là chiếc xe tải lớn nhất trong dây chuyền sản xuất của công ty này. Nó sở hữu chiều dài 15,7m, chiều cao 7,4m, chiều rộng 9,7m. Liberty 284 được trang bị động cơ công suất 3.969 mã lực và tải trọng lên đến 363 tấn. Top 3 Caterpillar 797. Đây là chiếc xe tải lớn nhất đến từ Caterpillar, lốp của nó cao hơn gấp đôi so với người đàn ông trung bình và có giá hơn 137.000 bảng cho một bộ. Tính ra tiền Việt chắc khoảng hơn 4 tỷ thôi các bạn ạ. Nhưng đáng sợ nhất là tốc độ tối đa của nó có thể đạt hơn 67 km/h cho dù có trọng lượng ở mức 687,5 tấn. Và đây là thông số kỹ thuật của chiếc xe tải quái vật này. Nó có chiều dài 14,8m, chiều cao 6,5m, chiều rộng 9,75m. Caterpillar 797 được trang bị động cơ với công suất 4.000 mã lực và tải trọng lên đến 363 tấn.
top 2 Komatsu 980E4. Chiếc xe tải ngầu nhất do Komatsu sản xuất chính là 980E4. Nó thậm chí được ví như quái vật Godzilla vậy. Chúng ta cùng xem thêm vài thông số về mẫu xe top 2 này nhé. Nó có chiều dài 14m, chiều cao 8m, chiều rộng 10m. Komatsu 980E4 được trang bị động cơ với công suất 3.500 mã lực và có thể tải trọng lên đến 369,4 tấn. Top 1 Bentley 75710. Chiếc xe tải khỏe nhất thế giới tính đến thời điểm này thuộc về nhà sản xuất Bentley của Belarus, với kích thước tương đương với một ngôi nhà 2 tầng, đó là một con số hùng vĩ. Tuy nhiên, ấn tượng nhất là những gì bên dưới mui xe. Với động cơ 11.012 mã lực, nó có sức mạnh ngang với 7 siêu xe Bugatti Chiron cộng lại đấy các bạn nhé. Chúng ta cùng xem thêm vài thông số kỹ thuật của mẫu xe tải top 1 này nhé. Bentley 75710 có chiều dài hơn 20m, chiều cao 8,16m, chiều rộng 9,8m, công suất động cơ 11.012 sức ngựa và nó có thể tải trọng lên đến 450 tấn. Quá điên rồ cho một mẫu xe tải phải không các bạn? Trên đây là 10 xe tải lớn nhất hành tinh tính đến thời điểm này. Nếu bạn nghĩ clip này có thông tin chưa chính xác, xin vui lòng bình luận với chúng tôi ở dưới video này. Và chúng ta hy vọng rằng kỷ lục này sẽ sớm bị phá vỡ trong tương lai. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn một ngày may mắn và đừng quên nhấp vào like và chia sẻ để ủng hộ TopTube. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ TopTube, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.